Hello, chào cả nhà. Rất vui cả nhà lại trở lại kênh của Khánh Nguyễn, Cuộc Sống Đức. Thì hôm nay mình ăn cơm và chia sẻ chuyện vui. Vì hôm nay đáng lẽ cũng không ăn cơm chia sẻ. Nhưng mà nhân tiện cô em, cháu nó làm bánh cuốn này, xách đến tận nhà cho các bạn này, này bánh cuốn. Bánh cuốn tiếng ở trong miền Nam mình gọi là bánh ướt đấy các bạn. Ngon ơi là ngon, con nó khéo tay lắm, nó làm đủ thứ trên đời, nó mang cái tận nhà cho không phải đến nhà nó các bạn ạ. Đấy, ngon lắm, em mời các bạn ăn nhé. Với thì mình cũng ăn bát cơm nữa này, rồi tôm rang trong nọ vẫn còn, với thì nước canh cà chua thế thôi. Thì hôm nay đói quá các bạn, đói quá mình định là ăn xong thì mới đi gội đầu, cái đầu nó bẩn. Nhưng mà nghĩ đến cái câu mà người ta nói là cái gì nhỉ? Nhịn đói thì chớ tắm lâu, ăn no thì chớ gội đầu. Cho nên là mình mới sợ thì mình lại cố gắng mình đi gội cái đầu, bắt đầu mới ăn được. Thì tại sao mà có thể nhiều người cũng không biết, chỉ biết là câu ví như thế thôi các bạn. Nhưng người ta nói là ăn no ấy, thì gội đầu thì cái mạch máu của trên đầu trên não là nó giãn, thì mình gội là nó nguy hiểm. Còn khi mà đói mà ăn no thì nó cũng dễ bị viêm ruột này, viêm nói chung là bộ phận nội tạng, rồi hoa mắt. Thế là làm cái gì nó cũng còn phải có khoa học các bạn ạ. Nhiều khi mình kể chuyện cho các bạn nghe một trường hợp, nhiều khi nhiều người biết các bạn nhưng mà coi trời bằng vung, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nên là cứ làm, như nhiều khi xảy ra thì hối không kịp. Thì có một trường hợp ở đây nhé. À, và các bạn ấy, chắc các bạn có biết, nhưng mà các bạn nhiều khi ấy, cũng giống như mình vừa mới nói đấy, là coi trời bằng vung, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ các bạn. Thì cứ đi tắm đêm, tắm muộn thì khoa học người ta nói là không nên tắm sau 20 giờ các bạn. Thì cái lúc đấy là cái về đêm rồi, cái thời tiết khí hậu nó thay đổi, cơ thể con người nó cũng chuyển, nó cũng thay đổi, nó không như ban ngày, thì người ta hạn chế tắm đêm. Ở đây có một trường hợp nhé, rất là trẻ các bạn ạ, mà tắm đêm mà cái trường hợp đấy mình nghĩ là bị đột quỵ các bạn, mà người ta nói là không nên tắm nước nóng quá các bạn nhé, nước lạnh quá không nên tắm, mà nước nóng quá không nên tắm, vừa phải. Thì có một trường hợp tắm vẫn rất là trẻ mà trong bồn nước vẫn xả nước các bạn, mà tắm ngồi trong bồn tắm, chết luôn ở trong bồn tắm. Trường hợp ấy rất hạn hữu. Thì trường hợp ấy có thể là bị đột quỵ các bạn, đột quỵ. Thế là bác sĩ khuyến cáo là khi mà tắm cũng không nên tắm lâu. Và nhất là đi bộ hoặc đi tập thể dục với các bạn, tập thể dục nhé. Mà nhiều người ấy, nhất là tuổi trẻ, mồ hôi nó ra, trong khi đó là cơ thể mình nó chưa ổn định, tim vẫn còn đang đập nhanh, nó chưa trở về bình thường được của cái tim đập, rồi những cái mạch máu nó chưa hoạt động bình thường. Khi mà tập thể dục ấy, hoạt động mạnh ấy, thì cái máu ấy, là nó cần lưu truyền, nó cần vận động hơn, tim nó cần bơm máu hơn, là máu nó cần tuần hoàn rộng hơn, thì
cái tĩnh mạch nó không bình thường. Mà các bạn vào tắm ngay ấy, là rất là nguy hiểm. Cái tim nó chưa, nó đập nhanh, nó chưa trở về bình thường. Các cái cơ thì các cái đường mạch máu của mình nó chưa trở về bình thường. Khi mà mình tập thể dục, mình đi nhanh ấy, thì nó thay đổi. Mạch máu nó giãn ra để nó bơm máu nhiều, lúc đấy là cái cơ thể nó cần rất là nhiều, nó khác bình thường. Mà đi tắm nước vào thì vô hình dung là cái nước nó làm cho cái mạch máu nó, nước nó vào ấy, thì nó làm cho cái mạch máu co lại các bạn. Cũng rất hay bị đột quỵ. Rồi ví dụ như là các bạn mà đi đi trời nắng, trời nắng hoặc là đi bộ, cứ nói chung là như thế, mà mệt, mồ hôi ướt, ngay bản thân mình cũng thế đây, rất nguy hiểm, kể cả các cháu mình thế. Nhưng mà người Đức người ta khoa học lắm, người Đức ấy kể cả mồ hôi ướt nhưng không được cởi áo ra, mồ hôi ướt mà cởi áo ra là rất hay bị ốm, bị cái gió nó vào nó làm lạnh, nó làm lạnh là hay bị viêm phổi này, hay bị ốm. Cho nên là đi bộ nhá, dù nóng đến đâu nóng, mồ hôi ra ướt đến đâu ướt, nhưng không được phép cởi áo mùa đông đấy, không được phép cởi áo khoác em, bởi vì mùa đông nhé nó nóng, mà ngoài trời thì khí hậu lạnh, mà cái người trong cái cơ thể của mình nó đang nóng, mà mình cởi áo khoác ra nó đang nóng, nó gặp lạnh thì nó làm cho cái đường cái tĩnh mạch nó bị co lại, và nó co lại thì cái máu của mình cũng dễ là bị đông, bị đông thì đóng cục ở trong cái đường cái mạch máu ấy. Thì nó sẽ làm tắc nghẽn mạch máu và nó không thể bơm kịp thời lên vào cơ thể hoặc là lên lên não, thì rất hay bị đột quỵ. Nhưng cái đấy là rất là nguy hiểm. Mặc dù biết như thế đấy, mình lấy bát cơm đã. Hôm nay là vì nhân tiện là mình tắm xong, à mình gội cái đầu xong mình mới ăn, thì nhân tiện mình chia sẻ đấy các bạn. Nên là người người Đức ấy người ta rất là khoa học nhé. Ngay các cháu của mình ấy đi, mà mình thế thôi, ví dụ đi đón cháu nó kêu nóng, mà nóng thì cởi áo khoác ra, nhưng người Đức tuyệt đối không được cởi, Đức người ta không cho cởi, người ta bảo cởi, cởi như thế trong con người của mình nó đang lạnh, à đang nóng, ngoài tiết trời nó lạnh mà cởi thế này, nóng lạnh gặp nhau đột ngột thì dễ bị đông máu và bị tắc nghẽn mạch máu và bị đột quỵ. Và cái thứ hai nữa là nhẹ hơn ý thì là bị nếu như nhẹ hơn thì bị cảm lạnh, viêm phổi các bạn, rất là nguy hiểm. Nhiều khi nhé mình biết nhưng mình cũng cứ coi trời bằng vung, nhưng mà nên cẩn trọng thì hơn các bạn ạ. Đấy cái trường hợp mà mình nói chuyện mình vừa kể nào, có một cái thằng cháu á, thằng cháu nó chưa có vợ,
chắc là tầm 40. Vợ muộn. Có bạn gái, chưa có vợ, chưa có con. Thế mà tắm ở trong trong bồn tắm mà chết luôn ở tại bồn tắm. Sợ không? Cái trường hợp đấy thì rất là hãn hữu nhỉ. Chắc hàng triệu triệu người có hàng người như thế. Nhưng mà có. Biết đâu rơi vào số phận của ai thì sao? Nên các bạn phải hết sức cẩn thận. Ăn cơm quá no cũng không nên đi tắm. Ăn cơm xong là phải nghỉ ngơi đã. Còn khi mà đói thì cũng không nên tắm, đói quá cũng không nên tắm. Mình cứ hiểu nôm nôm na ấy, là đói quá là mình tắm thì nước nó vào ấy, là nó kiểu như nó hay nằm lả con người ấy. Rất là nguy hiểm. Các bạn nên làm khoa học một tí rồi ăn uống cũng thế. Ngày nay ấy, ngày cái thuốc độc hóa học nhiều, các bạn cứ tính đi, khói bụi ô tô này, mỗi thứ một tí, khói bụi ô tô rồi khí hậu khắc nghiệt. Các bạn thấy từ ngày xưa, từ từ thuở ngày xưa, kể cả những các ông các bà tuổi cao 80, 90, 100, nhưng chưa bao giờ có một cái trường hợp mà cái gọi là cái corona này, nếu như nói chiến tranh thì nó tùy từng nước, nhưng mà cái corona này toàn cầu luôn, nó làm chết bao nhiêu người ngã xuống, bao nhiêu người phải xa vợ, xa chồng, xa con, chia lìa nhau, mà mình có thể gọi là chiến tranh không súng đạn đấy các bạn. Mà cứ cái tình trạng này không biết rồi còn đi đến đâu. Nhưng mà mình thấy chỉ có cái nước, mấy cái nước châu Âu này bị nặng đấy các bạn ạ. Còn như ở bên Pháp ấy, à bên bên Úc, họ không có, không bị nhé các bạn nhé. Hay thế chứ. Việt Nam thì cũng bị rồi lại hết, thì bây giờ lại bị, nhưng mà nó không nhiều. Bị đấy là chẳng qua là do những cái người mà người ta ở nơi khác, người ta đến, người ta về, thì người ta không chấp hành luật lệ đấy các bạn, không chấp nhận cách ly. Cách ly thì nó tốn tiền mà lại hết thời gian. Nhưng mà đi bay lậu, đa số các bạn biết, đa số là bây giờ ấy, bay lậu qua Campuchia, xong từ Campuchia là đi về Việt Nam. Thì nó không xa mà. Có thể đi tàu, đi ô tô được, cho nên là rất nhiều trường hợp là mang cái dịch ấy về, là người dân bị, đa số là ở trong cái khu mà gần biên giới Campuchia các bạn. Còn có một số trường hợp thì Việt Nam ấy phòng chống tốt, có thời kỳ là nó chấm dứt luôn, thì ở Việt Nam mình ấy là bất chấp vì đồng tiền, cho là bất chấp luôn là đưa đường dây từ Trung Quốc sang, bởi vì Trung Quốc ấy là cái thời kỳ nó viêm, là nó bị dịch quá, nên họ tránh dịch trốn sang Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam là phải có người dẫn đường, đưa đường, chứ người ta biết đâu người ta đi. Nên là rất là nguy hiểm. Chứ thật ra thì Việt Nam cũng hết rồi các bạn ạ. Nhưng cứ bị đi bị lại là vì do là cái ở nơi khác mang đến, chứ không phải là ở Việt Nam. Và cái các bạn cũng không nên dùng những thiều động tí là thuốc, động tí là uống thuốc nhé. Một là nó quen, hai nữa là lạm dụng thuốc quá không tốt cho cơ thể. Ví dụ như là cái thuốc giảm đau,
nó đau tí ơi rồi không chịu được là phải uống thuốc giảm đau, rất nguy hiểm. Cái thuốc giảm đau á, nó hại dạ dày. Tất nhiên là thuốc giảm đau nó có nhiều nhiều loại thuốc giảm đau, có loại ấy, thì bắt buộc mình phải uống, ví dụ như mình bị đau bị ngã hoặc là bị mổ xẻ là bắt buộc phải uống, nhưng uống thời gian ngắn thôi, 1 tuần 2 tuần thôi bác sĩ quy định. Và có loại thuốc giảm đau, là trong cái loại thuốc giảm đau ấy là nó có cái loại có cái chất để chống viêm các bạn, cho nên bắt buộc phải uống, nhưng mà phải do sự chỉ định của bác sĩ, chứ còn các bạn mà cứ tự ý uống thì không tốt. Nhiều khi à, mình còn kể cho các bạn nghe, mình ở Đức này thì dùng thuốc của Đức thôi, nhưng mà nhiều bạn ngại đi bác sĩ, nên là cứ mang thuốc ở Việt Nam sang, không có chỉ định của bác sĩ, cứ thấy đau đầu thì uống thuốc đau đầu. Mà Việt Nam ấy cứ động tí là người ta cho uống kháng sinh, không tốt một tí nào. Nhưng mà cứ uống, ở đây đâu có một trường hợp uống thuốc kháng sinh tí là chết, bị không biết là nó bị làm sao ấy, ở gan tí chết ấy. Thì bác sĩ nói là bởi vì chúng mày uống quá nhiều thuốc kháng sinh của Việt Nam. Nhưng mình không hiểu các bạn nào, chứ ở Đức này, ở Việt Nam hoặc nước ngoài người ta còn chuộng thuốc nước ngoài, nhưng mình ở Đức để cứ đi mang thuốc của Việt Nam sang uống. Mà nhiều khi mình cảm thấy nhé, uống thuốc Việt Nam ấy, nó không có, mình cảm thấy thế thật, không thấy nó có chất lượng bằng thuốc nước ngoài. Nhiều cái mình không có chất lượng. Con nhà mình nó cứ mang cái thuốc cái gì mộc hoa trắng ở Việt Nam sang ấy, nó cứ bảo bị ra ngoài uống cái khỏi ngay, mình chả thấy khỏi, không thấy khỏi. Thuốc Việt Nam nhiều khi bác sĩ cho uống nó vô tội vạ lắm. Uống cả vốc thuốc này, các loại thuốc chung nhau. Như ở Đức này người ta cho uống khoa học, nó không có nhiều loại thuốc chung nhau như thế đâu. Người ta rất cẩn thận về về uống thuốc. Thì mình chia sẻ cái hôm nay mình chia sẻ cái một số vấn đề là mình không nên làm. Thì mình xin dừng ở đây nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, rất mong các bạn ủng hộ video của mình. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Bye bye.